Tại vùng rau đơn dương, không chỉ vụ Tết người nông dân mới tất bật chuẩn bị hàng hóa, mà cả những ngày bình thường, các nông hộ tại vựa rau Lạc Lâm cũng không ngơi tay. Theo dự báo, do thời tiết năm nay mưa nhiều, diễn biến thất thường nên rau xanh nhiều vùng sẽ khan hiếm và dự báo giá sẽ cao hơn cùng kỳ năm trước. Do vậy mà các nông hộ và hợp tác xã chuyên sản xuất kinh doanh rau tại đây đều đang tập trung sản xuất, đẩy mạnh liên kết để tăng đầu ra. Vùng rau Lạc Lâm xưa nay bà con thường trồng rồi bán cho thương lái, đưa xuống các chợ vùng đồng bằng và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng khi tham gia vào hợp tác xã, các xã viên cũng trông đợi có thể tìm được đầu ra ổn định hơn, mang lại thu nhập tốt. Và hợp tác xã đã có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với thành viên, đó là cung cấp một số loại rau củ cho công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Asuzak Đà Lạt. Thông qua hợp tác xã, công ty thu mua các loại rau củ như hành, bơ rô, sú và cải bẹ xanh để đưa vào chế biến xuất khẩu. Có được hợp đồng bao tiêu, thành viên của hợp tác xã đã tích cực trồng theo kế hoạch do công ty phân phối, đảm bảo đúng chủng loại, số lượng, chất lượng theo yêu cầu. Người nông dân đã thu được quả ngọt đầu tiên từ tập thể. Sau 5 năm, có thể nói thành viên của hợp tác xã đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các hợp đồng cung ứng rau cho các chuỗi tiêu thụ và chế biến công nghiệp. Hợp tác xã hiện đã thu hút được 35 thành viên, diện tích canh tác 25 hectare, gồm nhà kính 3,5 hectare, nhà lưới 12 hectare và trồng ngoài trời 10 hectare.